Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Tên đi về hả anh này? Đây, Tên đi về hả anh nhá? Okay, ê, nó vô blue kìa. Không, xong rồi. Nó lên á. Phúc ơi. Ok. Ê, bập. Vô chiều nó hết chiều rồi. Mấy giây? 5 giây lận. Ơ, à, thằng nó rái kìa. Ê, chơi. Hai. Ok. Không, nào. Tại anh lo được. Cẩn thận nó vào blue nhá. Phúc ơi. Vào test, cẩn thận nào. Không, nó vào đâu. Có rồi, từ này. Bắn này. Esuka mid trước nha, Dính với thằng đấy. Hai rồi. Esuka mid trước nha mọi người. Nó khỏe hơn mình đó. Khỏe mà. Bỏ nhá, rồng đi. Đồng. Ra đây. Rồng ấy. Tụi nó hết chiều. Khó. Khó đấy, không được. Ba bình thường ấy. Farm. Đánh đi với con Arthur cộng siêu hút ấy. Bắn đau hơn. Thôi lỡ rồi. Vũ cao chẳng trên top nha. Lỡ full 2 rồi. Có chi nhá bắn thôi. Tèm bắt đồng nha. Lùi đi anh em ơi. Đang gồng đấy. Em đấm bò không mất máu luôn anh. Không cần đấm bò đâu. Thằng Eo Su kia rồi. Phải nó gồng phát đấm. Phá mắt. Em lên kéo đi. Đang đứng như này nha. Ở dưới 2 rồi. Rất yếu. Vậy thì anh ra 30 giây cung ra luôn anh em ơi. Để đi em ơi. Nó ở dưới rồi. Phải đẩy đi. Nó không lên kịp đâu. Ui, cần cú ra ơi. Hai. Anh xuống. Xuống giết được luôn á. Khó. Ờ, giết này nhau lắm, bỏ rồi. Châu qua về không ăn rồi. À, có Caesar này xong nhớ điều lính nhá, điều lính 3 đường ấy. Thằng ở đây nửa cây, tụi nó nửa cây hết rồi. Bị đất mất giáp sinh rồi. Qua rồi. Tóc đang lên nha, từ nha. Đáng nó cũng kịp kìa. Thôi. Coi yếu. Kìa, yếu hết rồi kìa. Đánh con này mà không nổ. Chết được người là chết ngược các mày. Em đang xuống à, rớt xuống. Đá mít. Team mình đi trước mà. Bửa luôn. Này thầy. Lấy máu nó cho tốc biến. Hết chiêu rồi nha. Đang ra nha. Này nó tốc biến chắc luôn. Rồi. Đánh. Ơ, cũng ra đi đâu ơi. Không sao cover em. Ui, mày tập trung vào. Ờ, em xuống nè. Ai xuống luôn này. Chân em đang lên. Đường tôi thấy. Có dài tôi thấy không? Không lên được nhá. Cover anh đã ra được. Em đang chém con DC rồi nha. Dưới được. Được cúp luôn rồi. Nó bao yếu rồi. Cày quá đi. Cố luôn cái luôn. Ê, thằng Vio chưa? Có nhỏ này. Bọn em cứ giấu sai, bọn em giấu sai đi. Ơ, chơi. Bắn đông. Sống biết không? Ôi. Ê, mày thấy nó ê, hộp qua, em thằng kia đã, thằng kia bị ốc rồi. Ủa, đi bay. Đây em. Rồi, được rồi. Giết kìa. Giết được không vậy? Nghĩ sao giết được trời? Về kìa, về bọn kia kìa. Về đây. Con hùng cái. Em ra rồi. Chắc là cạch chụp 1 phút. Rồi, em vũ nó nha. Rồi, 97 rồi. Hello. Không biết nó lên luôn rồi. Không nghe bên đầu nghe. Xa mà hơi dễ lừa. Dạy. Đây, vũ tiếp. Thì thằng Lily với Hà tè mắc nha. Ơ, anh bọc rồi. Chơi luôn. Ấy. Nó xuống rồi. Cú. Nó xuống đồng không nha. 5 giây. À, thầy, 3 giây. Có bom. 1 giây. Ôi. Ôi. Thôi đúng ta. Đâm mượt chạy mà. Đây nè. Trời ơi. Anh sợ. Tâm lý yếu xìu vậy. Vậy. Anh sợ nó làm cái đu dây nhanh nhở. Nó bắt cầu nha. Cái gì vậy? Tâm lý yếu đúng yếu luôn ấy. Sợ rồi. Dạ. Thôi rồi à? Thôi. Ủa?
Chưa. Thua rồi. Dạ lắm rồi, ngủ 3 giây. Ba giây, ba giây, ba giây, ba giây. Chuẩn bị ăn mừng anh em ơi. Đụng không được. Hùng nhau nha, hùng nhau nha. Like ngay fanpage Cao Thủ Liên Quân và subscribe kênh Liên Quân Mobile eSports Garena để cập nhật những tin tức mới nhất và những trận đấu eSports đỉnh cao.